Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 2, thông tin từ Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Tổ công tác Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông say xỉn nằm vạ giữa đường điện biên phủ khi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có các loại giấy tờ liên quan. Hiện Công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan. Người đàn ông này tên là Nguyễn Đức Hắc, sinh năm 1964, ngụ đường Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế là nguyên giám đốc công ty cổ phần phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế và đã nghỉ hưu. Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 ngày 22 tháng 2 tại đoạn đường trước khu vực khách sạn Điện Biên, thành phố Huế. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động tại đường Điện Biên phủ thì phát hiện ông H điều khiển mô tô biển số 75F1051XX lưu thông trên đường Điện Biên phủ hướng từ đường Nguyễn Huệ lên cầu Nam giao có dấu hiệu nghi vấn sử dụng nồng độ cồn. Tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra và yêu cầu ông Hát kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên, ông Hát đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra người đàn ông này không chịu chấp hành, có dấu hiệu say xỉn, liên tục nói thích chết, bắn tao đi và chây ý nằm giữa đường. Tổ công tác đã xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc. Một số thông tin cho biết, ông Hát từng bị tai nạn giao thông vào năm 2013 nên phải nghỉ hưu sớm do di chứng. Ông Hát thường phải khám, điều trị chứng rối loạn lo âu. Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn khiến anh Quy mất cả vợ và hai người con. Với người chú ruột lái xe đã bị khởi tố, anh Quy mong muốn chú mình được giảm nhẹ hình phạt. Mặc dù đã lo hậu sự xong cho vợ và hai con sau vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, nhưng anh Phan Đình Quy, sinh năm 1978, chú phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, vẫn chưa nguôi xót xa trước nỗi đau này. Ngoài đau đớn vì mất đi ba người thân, anh Quy còn thấy hối hận khi nhờ chú ruột của mình cầm lái khiến chú bị liên lụy. Anh Quy cho biết, mùng 6 Tết, gia đình anh dùng xe cá nhân vào các tỉnh miền Trung để thăm bạn bè du xuân. Trên đường về, gia đình anh ghé tỉnh Quảng Nam đón chú ruột là ông Phan Đình Kiều, sinh năm 1969 cùng về quê, theo anh Quy, ông Kiều có hoàn cảnh rất khó khăn, đã ly dị và không có công việc ổn định. Khi gặp thấy hoàn cảnh chú đáng thương nên tôi có ý rủ chú về quê xem có công việc gì thì xin cho chú đi làm. Thông tin được biết ngày 18 tháng 2, gia đình anh và người chú xuất phát từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị để gặp người quen trước khi về Thanh Hóa. Cũng theo anh Quy, vì mệt mỏi do chạy xe nhiều ngày nên trên đường ra Quảng Trị anh nhờ ông Kiều lái xe để tranh thủ ngủ. Khi chiếc xe đi được hơn 100 km qua địa phận huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế thì tai nạn ập tới. Tôi đang ngủ trên xe thì bỗng nghe tiếng động lớn, chiếc xe lộn nhiều vòng, hốt hoảng tỉnh dậy, xe đã bị lật ra khỏi đường cao tốc. Vụ tai nạn khiến tôi mất đi cùng lúc cả vợ và hai con, thật sự chẳng còn nỗi đau nào hơn thế. Anh Quy đau xót. Cũng theo anh Quy, sau vụ tai nạn anh rất buồn và cảm thấy có lỗi vì không lái xe chở vợ con an toàn. Ngoài ra còn làm liên lụy đến chú ruột anh Quy chia sẻ, khi báo tin cho chú biết, chú cũng khóc và ngất nhiều. Chú còn nói, nếu đổi mạng chú cho ba mẹ con sống lại, chú cũng đổi. Nghe chú nói vậy, tôi cũng thương chú nhiều lắm. Anh Quy cũng bày tỏ, mong các cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền xem xét, giảm nhẹ hình phạt hoặc xử lý vụ việc theo tính chất gian đe giáo dục để người chú sớm ổn định lại tinh thần. Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Một trong những nội dung được lấy ý kiến đó là việc phân hạng giấy phép lái xe cho phù hợp với công ước viên về giao thông đường bộ năm 1968 và thực tiễn của Việt Nam. Qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá, Bộ Công an thấy rằng việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Bộ Công an lý giải việc phân hạng giấy phép lái xe để nội luật hóa các quy định về phân hạng giấy phép lái xe quy định tại Công ước Viên năm 1968, đảm bảo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Công ước. Việc phân hạng giấy phép lái xe cũng sẽ tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập tại các nước là thành viên của Công ước Viên năm 1968. Khi đó, người Việt Nam sẽ không mất chi phí đổi học để được cấp giấy phép lái xe có phần phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, hợp tác quốc tế đồng thời phát triển đầu tư, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện trong nước và quốc tế, do có sự đồng bộ về phân hàng phương tiện và giấy phép lái xe. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu thiết kế việc phân hàng giấy phép lái xe, bao gồm các nội dung sau, bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo vì căn cứ vào kiểu loại công dụng của phương tiện, Loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dụng, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B do căn cứ để phân hạng giấy phép lái xe là từ công suất, kiểu loại, động cơ và số chỗ ngồi. Để tránh tác động xã hội tại điều khoản chuyển tiếp, Bộ Công an cho biết sẽ quy định đối với giấy phép lái xe cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành sẽ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên giấy phép lái xe. Việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch cấp mới và các trường hợp cấp đổi cấp lại chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân, không gây mất an toàn giao thông. Thêm vào đó, Bộ Công an cho biết việc thay đổi trên đảm bảo vừa kế thừa các quy định hiện hành của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, đồng thời không trái với quy định của Công ước Viên năm 1968, không gây nhiều tác động khi thay đổi về chính sách, phù hợp với yêu cầu thực tiễn do quá trình phát triển của phương tiện, người điều khiển phương tiện xuất hiện nhiều loại phương tiện mới. Việc cấp giấy phép lái xe theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những giấy phép lái xe thuộc các trường hợp cấp đổi cấp lại. Việc chuyển đổi chỉ thực hiện đối với sát hạch cấp mới và các trường hợp cấp đổi cấp lại. Chuyển đổi thực hiện theo hướng có lợi cho người dân, không gây mất an toàn giao thông. Mới đây, chị Quy, 21 tuổi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận liên quan đến vụ tố cáo tài xế xe khách sàm sở quấy rối ngay trên phương tiện. Trong vài ngày tới, chị sẽ về lại Đắk Lắk để làm rõ vấn đề này với đại diện nhà xe NT. Theo chị Quy, sau khi chị đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc tài xế tên B, 52 tuổi, của nhà NT sàm sở mình, phía nhà xe đã gọi điện thoại xin lỗi. Tuy nhiên, nhà xe vẫn rất bên vật tài xế và xin lỗi cho qua chuyện. Do đó, chị Quy quyết định sớm về Đắk Lắk nhờ chính quyền địa phương vào cuộc đến nhà xe làm việc. Chị Quy chia sẻ, Việc nhà xe giải thích tài xế đã lớn tuổi để cho rằng không có việc sàm sở là không thể chấp nhận được. Tôi rất buồn khi nhiều người nghĩ bản thân tôi dừng chuyện, nhưng là con gái không ai dạy làm như vậy. Đại diện nhà xe NT xác nhận đã gọi điện xin lỗi cô gái, tuy nhiên đơn vị cho rằng không có chuyện sàm sở mà có thể do tài xế mệt quá nên trong cơn ngủ mơ đã cua tay trúng hành khách. Những ngày qua trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin tố tài xế nhà xe NT thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sàm sở hành khách trên xe thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo nội dung đăng tải, tài xế tên B của xe khách NT đã chui vào giữa hai cô gái nằm và sàm sở. Khi cô gái phản ứng quay lại clip thì tài xế chối cãi. Ngoài ra, thông tin đăng tải có đoạn clip cô gái quay lại sau khi xảy ra vụ việc, cho rằng mình bị sàm sở ở mông rồi bị lần lên ôm. Theo tài xế xe khách tên B, ông đã 52 tuổi, già lắm rồi, đã có cháu và không bao giờ làm chuyện đó. Theo ông B, tối 16 tháng 2, ông cùng một tài xế chở khách từ thành phố Buôn Ma Thuột đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe chạy tới địa phận tỉnh Đắk Nông thì ông vào đường luồng nằm ngủ. Mấy ngày qua, do là dịp Tết xe chạy quay đầu liên tục nên ông B rất mệt. Lúc đó ông B nằm ngủ mơ rồi qua tay đồn phải chứ không có ý gì.